Thưa quý vị, tháng 6 này, nền báo chí cách mạng Việt Nam kỷ niệm 98 năm ra đời. Hòa cùng sự phát triển của báo chí nước nhà, hoạt động báo chí tại thành phố Đà Nẵng những năm qua đã có nhiều bước tiến năng động, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Trong bức tranh chung về sự vận động liên tục của báo chí Đà Nẵng, nổi bật là sự phát triển không ngừng của Hội Nhà báo thành phố và các chi hội nhà báo trên địa bàn. Hàng năm, các cơ quan báo chí đã thực hiện từ 120.000 đến 150.000 sản phẩm truyền thông về Đà Nẵng, hỗ trợ rất lớn trong công tác quản lý điều hành chung của thành phố và quảng bá hình ảnh vị thế thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan báo chí đối với thành phố Đà Nẵng. Các cái cơ quan báo chí luôn luôn ủng hộ, đồng hành cùng lãnh đạo thành phố, có những cái phản ảnh trung thực đối với sự chỉ đạo điều hành của thành phố. Với cái sự đồng hành đó thì đã tạo được một cái niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong cái công tác chỉ đạo điều hành của thành phố, và đây cũng là một cái sự đóng góp rất là lớn của các cái cơ quan báo chí đối với công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố. Hội Nhà báo thành phố cùng các đơn vị liên quan đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo quản lý báo chí trên địa bàn thành phố. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn của nhân dân, giữ vững định hướng chính trị, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố và đất nước. Có thể nói rằng là bằng cái sự nỗ lực và có thể là dấn thân của nhà báo thì tất cả mọi hoạt động thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được chuyển tải đầy đủ và kịp thời, có định hướng trên các cái kênh thông tin của báo chí trung ương và địa phương. Tôi nghĩ rằng là đây là những cái điều rất là tốt để báo chí tiếp tục đồng hành với cuộc sống. Hiện nay, trước những thay đổi không ngừng của công nghệ, sự cạnh tranh khốc liệt từ hàng tỷ nguồn thông tin cho đến sự đổi thay trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng. Cùng với báo chí cả nước, báo chí Đà Nẵng cũng đang đứng trước yêu cầu và chuyển mình mạnh mẽ về hình thức, nội dung và cả công nghệ để có thể tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh cao cả của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó. Chúng ta cùng nhau chung sức đồng lòng để quyết tâm xây dựng một cái đội ngũ người làm báo nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học, công nghệ, rồi nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì cái hạnh phúc của nhân dân. Chúc cho các nhà báo làm sao mà thể hiện cái vai trò của mình và hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị của mình một cách tốt đẹp nhất, và tiếp tục củng cố tăng cường cái niềm tin của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân vào các đồng chí. Kế thừa và phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam 98 năm qua, đội ngũ những người làm báo tại thành phố Đà Nẵng hôm nay tiếp tục đồng tâm, đồng lòng, giữ vững mắt sáng, tâm trong, bút sắc, phấn đấu gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, an bình và đáng sống.